bà bôn lưỡi nít hai mùi mắt ở rộ bó cầm sọc hà bàn thơ ở bà ơn krom nẹ đài miên tùm nô thlop chư chẹ tờ lỡ cầm sọc hà nâng xăm nâng xí chìa mà lúc tẻ mùi bê nít cứ nhạc luôn bớt khiêm phép hai khiêm bàn bà dô phép hai ta khám yên tê xăm ràng xí hai nâng cầm sạc hà mình ai phương yếu bài cho mỗi khi tới ngày một bàn lời dương thì dây bình dân bong ôn chẳng ai bong ôn dân vì pro ăn pro prai và dương ăn coi tì pro mơ khơi ngày có bình tài bong ôn phải chăng môi chùm nuôn chôn và chêm rai cài ở bốc ta sẽ văn thạc nhóm nâng thì dây bệnh bà đà khiom nâng che tàn để dây đầm bay bầm bạ sa mà ở đây bầm bay bầm bạ sa mà kỳ phiếp tây khlong rô bó bòn bồn a tê à lấy bòn bồn chập đám dù lời práp mình men práp tê chui tê na ổn tầng ọc hình nha rồi dạ phêl đại ân tốt prai cho bò dương chìm biếp bòn bồn cứ phép tăng bì bì bò rầm bớ lọc khiom práp tăng bì môn rùm cả nạ bạ nâng rùm lia nhằm tha à bì nạ nâng vi chlô khá nì ắt chưa ắt chưa ta sở văn kết ta bì nôm khá nì chế ta sở văn à ôi cạo sập à ôi cạo sập à lớp bà bàn năng hói à bà sầm đây cầm sọc kha bàn năng hói á hai bộ bà ổn anh nơi ta mình vô tiết khiom cầm đăng mình đang thả ta khô các ba là bó con khô môi và trang chẳng lại mình đang chỉ sang vì ấy trong cộng đồng khi nhóm ớt ham khót bọn ôn ơi mình ơi chưa cầm giật kha rưu mưa còn mình ơi chưa xong nhàng si rưu mưa còn mình ơi chưa thằng pi mẹ nè chứ mà ham thế bọn ôn chưa say chưa tới mình ta ong co có bông ấy ớt sợ chừng ngốc ấy ta sao vãn thế còn tại trong bằng riêng bọn ôn thà môn nâng chưa chạy từ lơ nạn vô bài na trở chết thằng thầy tam đàn sầm đây là bọn nạn vô bài nu tam đàn sạc cam mà phía bọn nạn vô bài nu hai bỏ át miên phê mình chết tam đàn tế mong cúi sắp ăn phục phê ạch nhóm miên vị thi phải dối bọn bọn sao nạ chẳng phép ta trong phép tăng vì à lấy nhóm sẵn khép sạch rương chùn bọn bọn lạc lạc tăng vì cầm sọc khà nơi chiếp à núc và thiên cả nạc bạc sẵn cửu chiếp cao ấy phê đại xâm ràng xì miên tô miên bầy cho dọc bàn cà nóng cầm sọc khá kê tầm láng ở tới chia và thiên sẽ đầy tì nơi tì krong phụng bình ai xong ràng xí chi và thiên bình sất nơi tì krong bà ri à. Đòi xa tai xong ràng xí và bạn chặt chanh cách ca bạn là khăn sọc bế cọc tê tầm náy và thiên sẽ đầy tí ái cầm sọc hạ thờ chạm bán đại tì nơi bê nô cầm sạc khá ở à, toàn miền hương hẹo về đó là đa tư cái sự bài chất á bởi bê nóng cứ cầm sạc khá nóng đa phẩm mô lùi và phẩm mô lùi nóng dọc phong khéo dọc phong ta ai là ngày có cái lãng bạc thiên sẽ đầy tì á phẩm mô cho phẩm mô láng xếp tầm miền rương ra xây nhi rương xây mông xây mang xây nì đó rương ra chân tới có không luôn ai nó không cả nạ bạc xong cứu chết chẳng rề ở thì dạ ca chiên hộp phục chiên cả lạch nắm cả nóng đó từ cầm sọc kha nâng về về tình nia khlang phê về tình nia khlang phê
ហើយពេលដែលកឹមសុខាជាប់ឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងអរិយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងស្រីរឿងញីហ្នឹងសំរងស៊ីនោះឆ្លៀតដើរនឹងក្រៅនោះរលុយអាពួកនឹងរត់ទៅលុយជាឯងហ្នឹងហើយឆ្លៀតដើររលុយនឹងក្រៅនោះដល់ចឹងទៅកឹមសុខានេះក្តៅក្រហាយក៏ចេញសាចេញសាដូចដងដាក់គ្នាកាលនោះកូនស្រីកឹមសុខានេះកឹមសុខាបញ្ចេញឲ្យកូនស្រីកឹមសុខាកឹមមនោវិជ្ជានេះចេញឌឺដងឲ្យកឹមឲ្យសំរងស៊ីនឹងហោះចូលមកស្រុកខ្មែរមកជួយធ្វើការឪពុកផងចាំបានទេជំនាន់នោះនៅពេលនោះហើយតែកឹមមនោវិជ្ជាបានត្រូវសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិជេរប្រមាថកាត់ទៀននឹងចង់ឲ្យដេញក្បាលចេញពីបាក់ទៅទៀតកូនស្រីរបស់កឹមសុខានោះឯងសញ្ញានៃការបែកបាក់វាមានតាំងពីពេលនោះវិញមានតាំងពីពេលនោះកាលនោះអង្គប្រុសប្រែរបស់យើងបានជំរាបបងប្អូនហើយថាម៉េចថាកឹមសុខានេះឯងវិញមានបែកធ្លាយសម្លេងទៅនិយាយស៊ីសុខគ្នាជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំខ្ជិលចាក់ឡើងវិញគាត់ថានិយាយសង្ខេបតែនេះសរុបខ្លីៗហើយដឹងថាពួកហ្នឹងវាទាស់គ្នាយ៉ាងម៉េចគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកឹមសុខាហ្នឹងចរចាគ្នាតាមទូរស័ព្ទខាឯងលេចខាឯងកើតចេះចុះចេះចុះទៅក៏ស្រាប់តែកឹមសុខាហ្នឹងគេបានតំណែងទៅជាប្រធានគណៈបកតែម្ដងទៅសំរងស៊ីហ្នឹងក៏សកិតថយដកខ្លួនចេញពីប្រធានគណៈបកយ៉ាងឈឺចាប់ជាទីបំផុតចាំបានអត់នងនងហើយជាសញ្ញានៃការបែកបាក់គ្នាពេលនោះហើយដែលសំរងស៊ីគិតថាអាមសៀកឹមសខាក្បត់អញហើយទៅស៊ីសុខគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនកែច្បាប់កែទលាប់អណាញ័យអញ្ញ័យវិសោធនកម្មលិចកើតលិចកើតលិចកើតខ្ទាតសំរងស៊ីបរោយគេលែងឲ្យតន់ដឹកធ្វើនយោបាយខ្ញៃឃើញទេអារឿងនឹងវាចាប់ដើមតាំងពីពេលនោះមកហើយវាក៏ចេះតែមានហោហែបើឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ងាប់ហើយរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចឥឡូវទោះទោះទៀតទៅចូលបានជារំលឹកទៅហើយក៏រំលឹកខ្លះខ្លះចែកជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនខាងវិទ្យុបតបអំពីដែលកឹមសុខាបានជាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីខ្ទាតចេញក្រៅគណៈបកការនោះក៏មានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាំបានដែរអត់បាទក្រោយពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតំណែងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដល់ទៅ400ផ្លាយអាសនៈ400ផ្លែមីខុំមែនទេបងប្អូនទៅសេម400ប្រមាណនេះភ្លេចបាត់ហើយ486ហ្នឹងតែ7500ខុំហ្នឹងក្នុង1600ផ្លែខុំនៅពេលនោះយើងឃើញសំរងស៊ីកជ្រោលហ្មងកជ្រោលហ្មងកជ្រោលយ៉ាងម៉េចគឺសំរងស៊ីកជ្រោលពីស្រុកប្រាំងមកហ្នឹងគាត់ថា2018មិនមែនកឹមសុខាទេជាអ្នកឈរធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសំរងស៊ីបងប្អូនមានចាំបានគាត់សម្ភាសជាមួយជនចិនគាត់ថាអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ខ្លាចកឹមសុខានឹងឈ្នះ2018រឿងមាននៅកន្លែងនេះសំរងស៊ីអត់នឹកស្មានតែគេរំលាយគណៈបកនឹងចោលទេកាលនោះនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលស្លាញ់គ្រាន់តែបានតំណែងឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណឹងព្រឹបភ្លាមគឺសំរងស៊ីចេញបាក់ពីសុខប្រាំងមកព្រឹបឃើញទេបងប្អូនឃើញមកគឺវាទាស់គ្នាទៅដើមគ្នាធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសំរងស៊ីថាអត់ទេគាត់ឯកឹមសុខាថាអេអត់ទេមែនទេរងចាំមើលសន្និបាតបកសិនណែមើលចាំបានទេឃើញវាទាស់គ្នាទេអាមួយនៅស្រុកខ្មែរអាមួយនៅស្រុកប្រាំងទាស់គ្នាបាត់ទាស់គ្នានឹងតំណែងខ្ចោល
còn ta ban không sang cắt bằng nắng nghe bị bọn là phẩm bớt mình bắt sao không sang cắt chứ không gì nhắn khó thử còn tại ban đồng này không sang cắt chết pram rồi không bằng nắng sao xong ràng xí cả rộp lộp lùn khai cầm sập khá chó chó thơ chia vì dụ ra bằng trầy có cả rương chú lục này cả rương chú lục này bà hai dương ai chạm bàn nơi bên nó hai đài cái bên đài cầm sập khá to tăng cái này chỉ môi đường xóm đằng xí đầm này nên dự ra bằng trời dương có bán khơi thà xóm đằng xí mình mến nơi xung yếm ấy nè mình mến sức chất chanh cầm sạc khá đi à dỗ lắm cái này nâng chìm trọc bán lớp thì chẳng đó ngay xóm đằng xí bán pra là bách cầu đàm bay bầm plan cả nạn bạc xong cô chết đi cháu tay mà đòn xa hai na bê na bằng bộ nhìn chân bằng bộ thạc giống nâng liệp bò thiệt hại mình thì ta rẽ xa ở nơi cả nạn bạc nâng thử ấy tiết bà luôn mình ai ăn quy nợ không đồng nái bà thiên bạc nè ông cưới cứ cầm sọc khà cái này chân hơi à lớn trong chân làm lực bằng bộ thả ta xăm ràng xí pra làm bách ở bay khla làm bay bằng plan cầm sọc khà anh nói kia thì gì mà mắt cái than núm anh bán xí anh tròn trầu tim mùi pla sanh nhá cả nạ bạc sang kêu chiết trong này dễ tăng pi mình toàn là lì bạc bằng bốn ai này chạm bàn tế thà can lúc chấp bắp kệ bán ở đó rụp xong đằng si chỉnh pi sla sanh nhá cả nạ bạc sang kêu chiết cái ai đó tại rụp xong đằng si chỉnh tế bị pro việt chia toàn đợt chẳng rai vô ấy xong đằng si khai cầm sọc kha nâng nè vì nâng miên rút ta mà nè anh xong ràng xí ban bằng chia bởi sợp bởi mà thả ở đây đọt tầng ọ chăm ban rưu mũi có chăm bằng bàn bê nô á cầm sợ khá hết để quất thả cầm sợ khá là ngông của thả ba đó tại ca bất cứ cầm sợ khá quật cất thả mà hay đọt tầng ọ có đọt đâu dàng ná có ẩm nạch bạc không đầy anh đầy cầm sợ khá mưa nghe sợ phiếp ca nè cầm giật khá có dồn bộ ngũ có 38 xong làm gì cái nóng à xa lạp bạc mình lúc cho tao thế nhé tại bởi những giấy bị sọp chắc bắp cứ cầm giật khá miên sức bằng sau là rút hiếp được bỏ quật đầm nang ở cái nạp bạc nè nóng mùi tờ nóng là biết bằng plan rồi bó ở đây nha xong làm gì bằng plan cầm giật khá khá phát đoàn tia rương bàn tia mùi tiết nơi sóc sóc xăm ràng xí nhá này mình đăng chia giảm mách à video đại cầm sạc ha ở đây nè 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 thử kia gió từ một phần phát đoàn kia hỏi ngay nữa video nữa cứ xăm ràng xí chỉ nẹ từ chua tu được tu ô xà lý chắc ở bên đang hương xăm ràng xí họ phải dọc về ăn tàu xà lì nơi bê nút dâm sổ bán này xua lục bà thiên lục bà thiên lưu tàu lục bà thiên trong chơi anh lãng tàu ở đây nhà ông xà lì xăm ràng xí có thằng có má kết hướng lắm kết ở rưỡi lục bà thiên bay sân thôi cá nóng á cá riêng cho mà lục bà thiên bay á cùng rôn ca rồi bó xăm ràng xí cứ riêng cho mà dạng sạch riêng cho mà dạng sạch và mến thôi mà ná đi xong ràng si riệp châm ai miên phò tàng
ដើម្បីចោតប្រកាន់កុំសុខាក្បត់ជាតិបងប្អូនជឿថាសំរងស៊ីសាហាវដល់ម្លឹងឯងរឿងហ្នឹងសំបីតែកុំសុខាខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាជាអន្តរនយោបាយរបស់រងស៊ីផងហើយបើមិនជឿទេរបងកុំសុខាឯងរហូតដល់គិតខ្លួនឯងទៅគិតខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងមិនមែនអត់ហេតុអីអាឃ្លីបហ្នឹងគេលោកឯងនិយាយតាំងពី2013ហើយរឿងអីគេទៅមកចាក់ផ្សាយឡើងវិញ2017អត់ចេះឆ្ងល់ទេអ្ហ៎ពួក CVP គ្មានហ្នឹងខ្ចោលអីទេអត់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេតលតែអាទូទួលហ្នឹងវាផ្សាយបាននាំវាប្អូលទិលតែសួរថាតើខ្ញុំប្រើពាក្យសំនួរតើសំរាំងស៊ីលួចមកចាក់កលេចខាង CPP ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអារឿងឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងដែរអត់វាអាក្រក់អញ្ចឹងណាអីគេលេងនយោបាយគេលេងអញ្ចឹងឥឡូវដូចពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញទេវាគួរណាស់តែសំរាំងស៊ីប្រឹងប្រែងប្រកែកដើម្បីដោះបន្ទុកជួយកឹមសុខាវាទៅជាស្រែកថាមកទោះក្បត់ជាតិអញដឹងច្បាស់ជាងកឹមសុខាទៀតណែវាទៅចេះហេបងបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយទៅបាត់ដឹងថាអារាំងស៊ីនេះមហាក្រក់មហាអត្តបាទគ្មានអាណាដល់វាទេអានេះអាសំដីញីញីនេះអានេះសាហាវណាស់អាស្គមកំប្រឹងកំប្រឹងនេះសាហាវណាស់ចាំមកខ្ញុំអត់និយាយលេងទេរហូតដល់ពេលគេចាប់កឹមសខាហើយគេចាប់កឹមសខាយកទៅដាក់ត្បាំង plong ហើយសំរាំងស៊ីនៅកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទៀតខ្លាចកេងលោវាចេញមកវិញមកបាក់នៅសំខាន់គឺសំរាំងស៊ីចង់ទៅដើមយកតំណែងជាប្រធានបាក់ឡើងវិញឲ្យវាដឹងរឿងតែកឹមសខាអត់ព្រមឲ្យកឹមសខានៅបានឡើងអង្គុយប្រធានប៉ាឲ្យមិនឲ្យឯងងាយងាយណាអត់ឲ្យអញនៅក្រាញនៅហ្នឹងបាទដូច្នេះវិធីតែម្យ៉ាងគត់គឺសំរងស៊ីទៅតែបំផ្លាញប៉ានឹងចោលមកអ្នកដែលបំផ្លាញគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិចោលគឺសំរងស៊ីខ្លួនឯងខ្មោចស្រុកឲ្យដៃទៅខ្មោចព្រៃវាធ្វើបានប្រាប់បងប្អូនខាងសង្គ្រោះជាតិឲ្យវាយល់អារឿងចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅអារាំងស៊ីនេះវាខូចណាស់វាខូចណាស់ឥឡូវបងប្អូនគិតមើលទៅថ្ងៃទី26តុលា2017បងប្អូនទៅស្អី26ខែ10 2017ដល់ឡគេរំលាយគណៈបកគឺថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខែ11ឆ្នាំ2017ខុសគ្នា20ថ្ងៃខុសគ្នា20ថ្ងៃសំរាំងស៊ីទៅអង្គុយនៅកណ្ដាលអង្គុយនៅកណ្ដាលគណៈកម្មការបកប្រឆាំងពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីសួរថាទៅអង្គុយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានបន្ទុកដើម្បីគេរំលាយគណៈបកនឹងចោលព្រោះគេហាមគេហាមតន់ដិតសំបីតាជុនច័ន្ទបុតក៏ព្រឺក្បាលដែរជុនច័ន្ទបុតថាឯអាដាមទៅអង្គុយនៅកណ្ដាលនៅកណ្ដាលអារែងគណៈបកគេអញ្ចឹងអត់មានភ័យគេរំលាយទេហ៎មកវិញមិនចាំបានខ្ញុំខ្ជិលយកមកចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៀតខ្ជិលចាក់មិនដឹងគេប្រមាណ100ដងជ្រះហើយអានោះហេតុតែចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យកឹមសុខានឹងមានបករបៀបគេបំផ្លាញគេបំផ្លាញអញ្ចឹងជន់កំទេចចោលឯងអញមិនបានស៊ីឯងក៏អត់បានស៊ី
chấm á chấm đấy chấm phía xa là bọc cho mẹ bạn chân không mấy lên là bán nhà quạ chân tẹt núng 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 để anh bán xí tẹt bị tay vậy hỏi vô chương gì chào thiệt anh có ọt chè anh có ọt chè ọt ngọt đi đó nghe cái nắp bạc sân khu chứ đang bị đau tới chân cái buồn với cái buồn chẳng anh đó ta tăng vì pin nó mơ vì chấp làm pressure thế tư pressure thế rồi mà tôi pin đi ai hơi khmui khang bạch chăng khi ông để gì đời ca bất bà sân chỉ khmui stop ăn pro pride cho bà dương khmui ai dồn tay cả lõng bà khmui mình stop mình sẽ đáp sao bà bé chỉ châu đáp mà đó chê anh bà đòi mà đó chê anh bà đòi ớt miên đặc cụn quý hay bị cha là nam mơ bị dạng mê nế à lâu mơ đấy trong lơ cái rương thay đi môi chỉ rương chạy sạch đầy ngay đi xăm ràng xí xâm bốn bị dọc vàng màu cầm sọc khá xong bông bị tì gông phụng bệnh tử. Cái này. Ấy lời nì ạ. Đói xa tại khi ông chấp bàm dọc bàn biết mà mắt nhàng khlây đó nè. À lời bông bông tử sắp mà đòn tiệt khi ông chong chay rùm lệch biết cầm sọc khá đè đi dì đư đo ngay xong làm gì. Đôi tọt tử. Xong sẽ đạp. Cầm sọc khá chong đi dì đư đo ở xong đèn xí thạc quát mình men à chương mình chọp đây các bà mình chọp mê mình tôn mê đưa đèn xí tê thế đấy biện chẳng chẳng sắp tới biện bạch bạc kia chùm lúc kia bộ con cháu và chẳng có tha hết ấy hát ấy ban chỉ cầm sạc hà mình prom thì gì ta mà mắt mau vì ở chợ á vì ông vó cầm sạc hà vì thanh gì ta mà mắt mau lục bờ thiên nói gì ta mà mắt mau ta xong ràng xí nâng cầm sạc hà chỉ mà lục tề mùi vì chọc ban ta mà mắt đang đi đại tranh vì mót là vó cầm sạc hà miền bò ô chân rum chiết nà thọp lư biện ni đại tỷ รอบลือเปลี่ยนนี่ได้ตตาบอกโอนเมียนได้ลือสักกรรมบัจจุนหรือบอกพวกประชังจังลือสำเลงหรือบอกกรรมสักาโปลถาซ้ำแรงซีนังกรรมสักาเชี่ยมนุษย์แต่มุ้ยได้ตีพวกเวียงวอกรรมสักาแต่กรรมสักาใจหองมันใจจริงวิเคราะห์ละวิธาจมซ้ำแรงซีเออกำศข้าเมียนสุดดิยีสุดได้เชียงดับในที่เฉียวมวยหนักแน่ซาปอร์เมียนเปี้ยมามัดเปี้ยแต่มามัดท่าซ้ำแรงซีกำศข้าเชียวมันรู้แต่มวยอัดพร้อมยัยมันเติมแต่บันดิยีไทม์แต่ลือดองเอาซ้ำแรงซีเตียนช่อมช่างไอ้บางโอนชมช่างอ่ะบางปนสุดดับติดบะบันจังเต้จำเอานะยืงยืงสุดดับติดอ่ะนักปนนั่งได้สุดดับปิดดามตีมาแต่มาล้อก็หล่อนะเบียดโดยจะกลายนานเช่นเอานะสมสุดดับชมช่างอ่ะบางปนสุดดับสมได้หรือบ่ฮะโอเนี่ยนั่นคือเจนน่ะประชังไงนะบูนตีเนี่ยเด็กชมบานสตาบานมือแล้วนะอันนั้นให้กดในเย่ตั้งประมาณนั้นคือเจียซาปอร์มีนคือเจียซาปอร์ซานโยบายเปิดประกอบบานตัวบานนี่เขาซานโยบายเปิดประกอบแบบเพราะสมได้เด็กกดในเย่นั่นก็กดในเย่ชราหน้าชราปีกอ่ะแบบชราปีกนั่นคือกดในเย่ท่ามันทิศคลาสสมเด็จบางคนนี่คือคนในยีจังมีนาเบ็ดสักซาชีตปุ่งรูปปุ่งรูมชีต
mình vô khmer na chi sở trâu xôm chùm riêp chun bây mất khăn vật xúc ở bán chiếp thà xâm lên để khi nhóm chặn lý cứ chia xâm lên rục bó khmôi pro mà nét chú mua chim phạt khả năng à khâu nó bỏ quát đã tha chim phạt xong cổ chiệt quát ni nơi ai bà tế thay quát ni dì ni cá bí môn dương tranh lại số nếu tông bà hai chị mong bốn đứa mong pram rồi xí lên môn này ai quát ni dì đời xa quát ngó nâng biết đà xăm ra đà cầm sọc khá mình prom mình prom thì dì biết cầm sọc khá hay nâng xăm ra xí chìm lúc tại mùi à lấy dương sạp có bà to hay mình bà coi chùm luôn mình ca bằng hồ xìm mà sẽ đàm bà hay chẳng lấy đi khi ông ở trong bọ sai ở quê ngay thế, bạn đại còn được khi ông ngon ở bìa muối bạn, ngon bìa muối bìa pí đà lục bát thiên lược là mò đó cứ còn này dây thà trường mình chọp đấy các ba, mình chọp mị bạn trường mình chọp đấy các ba mình chọp mị việc khai chi bát thiên bọt muối các đau của cục sầm rạp lại để còn trố nè bạn sầm rạp lại để còn trố được khi ông sầm rạp nè để cầm tro cái nắp sầm cua chiết nom khnề do mò mò pho nom khnề do mò cho su khnề nom group để mui nữa cứ khi nhom sập phía trán cứ sập bong bong mui chủng luôn lấy tiết có còn về phía xa đứng chưa mình chọn đây các ba mình chọn mệt nhé khi nhom đôi chỉ ngó lâu thiến mà hay khi nhom đôi chỉ ngó là khi nhom trong miền ca sầm nom po đa lâu thiến đó nè bà chui bọ sai bịa nâng ở khi ông sa đạp phong rồi có bị dồn prap bị chui bọt phong hay là vậy ban chỉ nè đại lục của thiên tha khi ông mình ban chỉ nè là dụng bài trường mình chọp đây các ba trường mình chọp đây các ba mình chọp mệt nhất nè bà nhầm nhầm cho cái khi ông chơi một ngày ní cứ khi ông tha lục của thiên tăng vì chọp cục mót đôi chân dưới mót đôi play play chả mấy cầm đằng mà rồi mũi của trường lục của thiên nó mình chọp đấy chọp thì cục bà bồn mua chùm nốn bà bồn cái mày lúc ta là vậy ông pu mình bà bồn tặng ông cái gì lười thế bà bồn lười bà quất che chọp thì cục rồi có che chọp trường trường chọp đây rồi có ba tôi mê nhưng còn đôi chỉ ngắm anh à bà anh bị sao là mỗi cứ mua cả lục một thiên coi bị chọp bồn từ nơi kia đứng cha từ đây phải phải đứng à thôi rồi nãy còn tôi nó ngưng cho là hai bạn được khi ông đi ấy nên về nhau khi nhóm mình bán chia sẻ cam mà chuyên chia du mà chuyên say nó không bạn sừng cua chia tê khi nhóm chỉ nãy còn tro bạn đang nấu pê là lục bát thiên tranh xa máu cứ khi nhóm ngọt mà ngọt ta lục bát thiên trong này dễ sống đau đau là na trong play cao là na được còn trong lọ lơ là na cứ khi nhóm mặt khó lệ và tách khi nhóm trong ban pịa mùi mặt giang clay thà khi nhóm và thà lục bát thiên tranh màu hơi á lục và thiên tranh xa này vô bài bàn màu hai dễ bàn hai tập can nặng sát nặng xa là bỏ bên bàn hai hai đây bịa trầm tài không dịch kha xong bằng si chỉ mà nuôi thêm muối hai đây có lục và thiên mình là dễ bè lục và thiên là dễ bàn khi ông mơn tí nữa rồi hốt đó là đập pram lư thế đập pram được đập bổn vị để tí cho đại lục và thiên là crom đại con trộ cái nãy bạn phải chăng chẳng có cứ rung chăm đắp bị mũi mắt bị cầm sạc hàng bà bồn lưỡi biết tha việc ở trong lưỡi ấy tao trong lưỡi à biết đó nghe tranh bị mót cầm sạc hàng thá xong rèn xí nâng cầm sạc hàng chìm đục tiền mũi vì chóc ban à nâng à tôi mà với những bài gì ở ban hướng về nơi cái lái nâng à bà bồn đạp toàn này mình trâm tay mình ban biết thá xong rèn xí nâng cầm sạc hàng chìm đục tiền mũi gì việc bay chỉ bán lữ bịa là bó cầm sọc hà nó chênh đường đó ngoài xóm đảng xí ta bộ à chứng mình chọn đây từ tiên bàn này thá việc bán phòl mộc ạ à với chẩm biến từ thơ ai bộ quát lẽ tham cất lúc cục cái này thó bộ ni viên bằng bằng trẻ bằng ôi là dồn gà bị môn nắng về thá cầm sọc hà mình ai thao bọt hôi dương ông phục prai bàn phẹp vai thá cầm sọc há nâng xong rèn xí mình mến tê đá bay cái này hơi phụ viết ở chưa dương tê về tha vì rung chăm thay nam mua để cầm sọc há ai để dây ban
cầm sạc khá nâng sạch hơi thá chê vô cái đấy cầm sạc khá hay nâng xong nâng xí cứ một lúc tại mùi tại đó là lâu nha nâng bê lại việc bê lại cầm sạc khá ai miên sức này gì chẳng hai bạn chỉ khá nhóm chắc chắc xâm lên như là bó cầm sạc khá lăng bá là bị đam tí rồi hô đó chọc chọc chúng mình qua tháng sầm lên nít tập sai tam và chú ở đây nha bài giòn chẳng bao giờ bố ta ba mình chạy sầm lên rồi bao cầm sọc ha ai đăng thật cầm sọc ha miên sức dây dây ban à nó bằng phổ là tam mù lục tháng tam và chú ai ập vô lê thắng mà cầm sọc ha nó kiểu nó bật mọt ọt tê bê ni cầm sọc ha miên sức dây dây bênh tì men rừng men à lấy xua xong xua giờ bao bằng phổ dần cầm sọc khá miên sức xâm hiếp cho môi nhàng nặng cả sai bình bỏ bộ mên rư mên mẹ nạc bận bọn cầm sọc khá đi có phần tài việc bay chỉ ăn lư bịa thá cầm sọc khá xong đang xí chỉ một lúc tệ muối ăn lư hòn ăn đang hơi để thơ ơi bộ nút vía là lớn với chặt đâm cả lọ khu mà cả lọ khu mà khi rung chạm ảo ca nó nghe rung chạm ảo ca nó nghe ao ta cầm sạc ham miên sức dây đây máu vì cho lư ta vào mắt đó nghe ó chết ta à nói chọc rồi được chưa nào à phát nè đó thằng nhóc nhom cầm bắn trâu tên tích muốn thằng nhom cầm bắn trâu tên tích bị đau mà vì còn là khơi chú khăn sở văn á, vì hãy khuyên mà à ta cần cha. À lời này sẽ là việc khơi chú khăn sở văn cầm bánh tên tích nhá, vì ta ôm sở văn, ôm khăn sở văn. Ây da, anh ấy bị chưa? Bao bầu, tôi nửa chiệt. Vì hãy khuyên ôm khăn sở văn, anh ta chắc anh ấy phải mấy rõ đón chìa bà rai anh. Ôi ta khơi nhóm cầm bánh chố với hãy rõ à. À ta ngọc vàng trồn màu á, viết tới chảnh chân á. Viết chấp đám chứa với ta. Vô môn là viết tranh lai số, viết ai. Viết do à không khi ông đó, viết do à xâm lên để khi ông cắt thay tí. Mà phải, mà đo thằng xam xâm vinh tí phong. Xâm đây rồi bảo cầm giọt khác khi ông vô tập học. Không do tập hỏi hỏi viết bộ viên đến với tam đàn ca phô rồi bọc chống khay khay chứ nghe viết chấp do là ca phô bọc chống video phô chống do tập đặt trong group viên về chứ bộ nhóm ông phục về anh ấy bọc cái chấp à khay khay chứ nghe chống bọc cái vậy đời smart trăng này vậy tới cái thời anh uột tiền tài mẹ này cam bất nhóm không chấp á không chấp do tình tích nhóm bọc cái chấp ở đường tình tích chứ nhóm bọc cái mà clear là bỏ cầm sạc hàng vậy mà chấm chấp tầm khăn để chạy tôn hưởng vô bãi chấm chấp bạc lại nè chấm chấp ban cả lại nè hết à phụ nó bị vô tới bị vô à đó bị vô à clip video đẹp chấm bằng hoa trình tích đó nghe bị vô tới đại là không ăn phải chấm gốc bỏ vì thầm thấu mà bị cho chơi khi nào vào bên nông chẳng tới bàn tha khi nào ơi nát khi nào đây đó khi nào rung chăm ở đây nhà ca sầm rạch chết rồi bỏ cầm sọc khá nâng à. À lời dương chân đăng thả ta khi nê việc cửa âm kì nông chết giả mách à lời sạp bà tòn tích tiệt là bằng bọn nê thưa sân đặc sắc sát dê tục căn nạ bò đầm miên đại kì xú nè bàn tay lục bật thiên nâu tên dê đã bà trong bụng rùm trong xa xa trong này dê ẩm bì ẩm này chấp mặt ấy dương đăng hơi ta hạ nông sọc mẹ bò dương trong ca đặc nôm đó bò lục khôn sen trong ca đặc nôm ok, nơi chấm mất tờ này, không trăng ô tờ ninh tí, ai bằng phôn sẽ đạp tí dần. Vì trăng phát phí bởi trên bắt ở dưỡng trăng vậy. Nói quạt nâng, này dễ xa, này dỗ bài ở tê. Bạn ta nhóm khơi, nó phê là nạc hạ sát, nạc xa bỏ rầm miên xu, nó cứ quạt bàn này dễ tràn, bàn dễ tràn tờ căn nạc hạ sát, nạc xa bỏ rầm miên, nó cứ chấm nuôn vị nửa tí nữa, đọc bổng bay nửa tí, đọc bổng bùa nửa tí, để cho mà bạn sẽ đạp bàn mơ nữa nè.
អានឹងហើយគាត់និយាយតាមប្រមាណហ្នឹងវាគឺជាសារព័ត៌មានគឺជាសារព័ត៌សារនយោបាយពិតប្រកបបាទអត់ទោបាទនិយាយខុសសារនយោបាយពិតប្រកបបាទព្រោះសម្ដីដែលគាត់និយាយហ្នឹងក៏គាត់និយាយច្រើនណាស់ច្រើនពាក្យណាស់បាទច្រើនពាក្យហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាមិនភិកខ្លះសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយចង់មានអាបែបអាសាសាជាតិពង្រួមពង្រួមជាតិមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយមិនបកកចំនួនមិនការបង្ហូរឈាមជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំឆ្ងល់ពាក្យមួយបាទឆ្ងល់ពាក្យមួយពាក្យពីរដែលលោកប្រធានលើកឡើងមកហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាជើងមិនជាប់ដីក្បាលមិនជាប់មេឃបាទជើងមិនជាប់ដីក្បាលមិនជាប់មេឃហើយវាខ្លាយជាប្រធានបទមួយក្តៅកគុកសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាយកមកមកផុសនាំគ្នាយកមកចតសួរគ្នាក្នុងក្រុមនីមួយៗនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់ភាគច្រើនគឺស្ដាប់បងបងមួយចំនួននៃទៀតក៏គាត់មានភាសានឹងជឿមិនជាប់ដីក្បាលមិនជាប់មេឃទេមានមេវាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់លោកប្រធានគេឆ្ងល់គេស្ដាប់ហើយខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំចង់មានការសំណូមពរដល់លោកប្រធានណាបាទជួយបកស្រាយពាក្យនឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងឬក៏ពយល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលលោកប្រធានថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយជើងមិនជាប់ដីក្បាលជើងមិនជាប់ដីក្បាលមិនជាប់មេឃទេណាបាទខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេញមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថាលោកប្រធានតាំងពីជាប់គុកមកដូចនិយាយមកដូចផ្លែកផ្លែកអ្ហ្មៃក៏មិនដឹងបាទឬមួយក៏ជើងលោកប្រធានហ្នឹងមិនជាប់ដីជាប់តែគុកបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនខ្មែរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ចេះជាប់តែគុកឬក៏អត់ចេះជាប់ជើងជាប់ដីឬក៏ក្បាលទល់មេឃនេះគាត់ដូចជាឆ្ងំណាបាទឬមួយក៏លោកប្រធានក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារនឹងចាអាទិសដីផ្លែកផ្លែកហ្នឹងណាហើយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហ្នឹងងឿងឆ្ងល់ហើយបាទដូចខ្ញុំដូចអីនេះវិញអោះខ្ញុំមិនមែនជាសកម្មជនជាយុវជនស្អីនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកប្រធានចេញសារមកគឺខ្ញុំឆ្ងល់បាទឆ្ងល់តើលោកប្រធានចង់និយាយសំដៅដល់អ្នកណាចង់ផ្លែផ្កាឲ្យអ្នកណាឬក៏ចង់លក់លើឲ្យអ្នកណាគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានពាក្យមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំបើថាលោកប្រធានចេញមកហើយណាលោកប្រធានចេញសារនយោបាយបានមកហើយនិយាយបានហើយទៅកាន់អ្នកសាស្ត្រអ្នកសារព័ត៌មានបានហើយហេតុអីពាក្យត្រឹមតែឃុំសិក្ខាសមរង្ស៊ីជាមនុស្សតែមួយហេតុអីក៏លោកប្រធានមិននិយាយបាទលោកប្រធាននិយាយបានខ្ញុំមើលនាទីនេះរហូតដល់15ឬក៏19វិនាទីអស់ដែលលោកប្រធានធ្វើសន្តិសុខកសែតនេះគឺជាសាររបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលនិយមប្រឆាំងគាត់ចង់ដឹងឥឡូវគាត់ផ្ញើសារនេះឲ្យទៅកឹមសុខាសួរថាកឹមសុខាហ៊ានឆ្លើយទៅអូនឯងចង់បានទាំងអត់អត់ទេណាអូនកុំសង្ឃឹមទៅមិនរួចទេវាទៅមិនរួចតាំងពីបេះដូងពិតរបស់មេដឹកនាំរបស់ឯងហ្នឹងក៏វាឆ្លោះគ្នាតាំងពីដើមទីមកហើយហើយឯងមានតែឯងទេអ្នកគ្រប់គ្រងរញ៉េរញ៉ក់កំប៉ិចកំប៉ុកហ្នឹងហើយដែលវាមិនដឹងខ្ចល់អីនោះសរុបសេចក្តីមកវិញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាឬក៏គណៈបកណីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនចេះតាមឲ្យទាន់នៅការបត់បែនរបស់អ្នកនយោបាយពិសេសគឺអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខាងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីទាំងបងប្អូនខាងគណៈបកប្រឆាំងក្តីទោះជាខាងសមរង្ស៊ីនិយមទោះជាខាងកឹមសុខានិយម
ខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាការតាមដាននយោបាយការតាមដានចរិតរបស់មេដឹកនាំនយោបាយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលពេកឡើយយកល្អនិយាយទៅនិយាយមកខ្ញុំថាយកល្អបងប្អូនចាយពេលវេលាមកស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបងប្អូនចូលមកជេមរាយកាយឪពុកអង្គប្រុសប្រាជ្ញតែពេលគេណាបងប្អូនមកប្រើពេលមកអង្គុយចុចចុចខមមិនជេជេតាសវណ្ណណាបងប្អូននឹងអត់បានស្ដាប់ខ្លឹមសារដែលតាសវណ្ណនិយាយទេយកល្អមិនមែនថាចង់ហាមឃាត់មិនឲ្យបងប្អូនជេទេតែចង់ឲ្យបងប្អូនខំមាត់ហើយអង្គុយឲ្យស្ងៀមហើយស្ដាប់ខ្ញុំវិញបានអត់ខ្ញុំជាមនុស្សហេតុផលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់មានបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយណាទេក៏មិនពិតកន្លងមកបងប្អូនតែងឮសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាខណ្ឌសវណ្ណនេះអង្គប្រុសប្រាជ្ញនេះមានសម្លេងនៅក្នុង Facebook ផងមានសម្លេងនៅក្នុងវិទ្យុបាយ័នផងនេះមិនមែនមិនមែនបាននៃតាតាសវណ្ណទាំងជាបកជនរបស់គណៈបកប្រជាជននេះណាអត់ទេណាខ្ញុំអត់មានតំណែងអីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំក៏អត់មានតំណែងអីនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនអត់ទេវាគ្រាន់តែជាសម្រែកនៃប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណឹងតែគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងភាគច្រើនគឺខ្ញុំនិយាយសំដៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិភាគច្រើនខ្ញុំចង់ពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់សន្តិភាពឲ្យចេះស្អប់សង្គ្រាមឲ្យយល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាសន្តិភាពនិងអ្វីទៅដែលហៅថាសង្គ្រាមបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយខុសតែបន្តិចប្រទេសជាតិនេះវានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដោយខានមិនបានរឿងសំខាន់គឺខ្ញុំបាទខណ្ឌសវណ្ណហ្នឹងគឺវាមានជំហរមួយតែត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងហើយរឿងក្តីរបស់កឹមសុខារឿងក្តីស្អីស្អីអស់នេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាតាមដានទៅណាតាមដានទៅនាំអ្នកតាមដានទៅ3ខែក្រោយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចំណុចដែលធំបំផុតអ្វីដែលយើងក៏បីត្រូវចងចាំនិងពិចារណាហើយត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចគិតថាតើឆ្នាំអាណត្តិក្រោយ2022និង2023តើកឹមសុខាមានសិទ្ធិដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែរទេតើសំរងស៊ីវាសនាសំរងស៊ីទៅជារបៀបម៉េចវាសនាកឹមសុខាទៅជាដូចម្ដេចរឿងសំខាន់នៅកន្លែងនេះមែនដែរទេរឿងគណៈបករបិរបក19ផ្សេងទៀតមិនមែនបានតែខ្ញុំមើងងាយគណៈបកទាំងអស់នោះទេតែដោយសារគណៈបកទាំងអស់នោះអត់មានសមត្ថភាពច្បាស់យកសំបីតាមកអីអញ្ចឹងវាអត់មាននៅក្នុងក្របភ្នែកអង្គពុទ្ធប្រាជ្ញតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាអ្នកដែលអាចដឹកនាំគណៈបកបានគណៈបកប្រឆាំងបានហើយដែលអាចដណ្ដើមបានពីគណៈបកប្រជាជន125អាសនៈគឺមានតែកឹមសុខានេះឯងខ្ញុំនៅតែស្រឡឹងមើលឃើញអញ្ចឹងឯរាំងស៊ីអត់មានកលាសោះនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងផុតទៅនេះយើងក៏បានឮពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
គេបាននិយាយនៅក្នុង group Telegram ថាគេបានផ្ដាំផ្ញើមកតាសវណ្ណថាម៉េចថាអាសវណ្ណអើយឯងប្រយ័ត្នប្រយែងគេថាអញ្ចឹងគេថារបបនយោបាយអាចបត់បែនគេដាស់តឿនតាសវណ្ណនៅក្នុង group Telegram ថាសុំឲ្យតាសវណ្ណនឹងបត់ឲ្យតន់សភាពការផងគេនៅដល់អាមេរិកនោះគេដឹងច្បាស់ណាស់គេថាក្នុងឆ្នាំ2022និង2023នេះសំរាំងស៊ីនឹងចូលស្រុកបានដោយរលូនហើយអត់មានទោះទៀតនៅពេលនោះហើយដែលតាសវណ្ណត្រូវដាច់ក្បាលបើមិនចង់ដាច់ក្បាលទេទៅបដូរអាដ្រេសបដូរអាដ្រេសទៅទៅណាទៅឲ្យតាសវណ្ណរត់ទៅនៅហាណូយអត់ទៅនៅប្រេងកោទៅនៅសុកយួនណែមានគេប្រមានតាសវណ្ណដល់កម្រិតនេះតែខ្ញុំខ្ពើបយកសម្ដីវាយកមកចាក់យើងមានវាថាវាច្បាស់ហ្មងវាថា2-3ឆ្នាំទៀតបរិបត្តិនយោបាយដូរអាតាសវណ្ណឯងកុំនៅភ្លឺពេកគេដូរអស់ហើយវាឆ្ងាញ់ចេះទៀតបងប្អូននៅក្នុង Telegramដឹងតែវាចាក់ទៅវានាំថាងឯងនឹងណានាំអាចឲ្យវាបានល្បីទៀតមានសម្លេងវានិយាយតែហើយខ្ញុំចាំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំថាចង់សំរាំងស៊ីចង់សំរាំងស៊ីហ្នឹងណា2023ខ្ញុំនិយាយអស់ចេះល្មមទៅទោះសំរាំងស៊ីនឹងបានคลายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏អាក្បាលអាតាសវណ្ណនឹងអត់ព្រឺដែរអត់ព្រឺទេធ្វើស្អីតាសវណ្ណបានអញជាប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែបើថាឯងតែប្រព្រឹត្តភ្លើងវាយឯងទាំងវាយទាំងឯងក្នុងសាក់ឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏អញនៅតែចេញឡាយសូវាយឯងបានមានរឿងអីធ្វើមិនបានគេហើយជាមនុស្សវិជាតបតៃអើវាលើកលែងថារាំងស៊ីនឹងមកដល់វាប្រកាសផ្ដាច់ការហ្មងវាដើររមុខតាសវណ្ណយកទៅបាញ់ចោលអាហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបាញ់ចោលទៅងប់ចុះអត់អីទេបាទណ៎លោកមានបងប្អូនណាគាត់ស្គាល់ទាំងឈ្មោះទៀតណ៎គាត់ខមមិនអាតុំអាហ្នឹងគាត់ណាស់នៅក្នុងក្រុម Telegram ហ៎នេះដំបងខ្មៅតែចាក់បន្តិចមកចាក់បន្តិចមកទៀតមានតាម្លេងហ្នឹងចិលបងប្អូនចាក់ទៅនាំឲ្យវាល្បីវារហូតអាពួកនេះសាហាវចិលវាញោះចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយវាទេពួកអត់ទេនោះជិលបកករឿងមួយពលជំនជាប្រធានស៊ីដបអេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាមើលមានស្អីដែលជាពិសេសទេអូខេបញ្ហានេះអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងចង់ជំរាបបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាកលាសំរាំងស៊ីបើតាមមើលទៅប្រហែលជានឹងមានក្តីមួយទៀតបន្ទាប់ពីក្តីកំសខារួចហើយក្តីក្បត់ជាតិនេះរួចហើយនឹងមានក្តីក្បត់ជាតិមួយទៀតរបស់សំរាំងស៊ីអញ្ចឹងរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរអត់ចេះចប់ដើម្បីកុំឲ្យកឹមសុខាច្រណែនជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់យើងនឹងឃើញសក់ខ្មែរយើងតឡាកាសក់ខ្មែរយើងនឹងរៀបចំកាត់ទោសរាំងស៊ីម្នាក់ទៀតឲ្យមានទោសក្បត់ជាតិដូចគ្នាបានមិនមិនហ្មង
กำสักคากอกบัดจีดซ้ำแรงซีกอกบัดจีดกำไอ้ไอ้ปากแก่จะไหนคนี่ปีผัวยึงมือเคินท้าแรงซีเมียนเจตนารุ่นไอ้กำสักคาเมียนโต้กบัดจีดตายอะไรดิโยงตามอ่ะไว้แต่ยึงมือเคินสถานะเพียบพร้อมไงดิยึงเฮียนตุ๊ดีตุ๊ดีท่ากราวเปลบัญจับบัดบัญจับเรื่องกระไดกำศคาขบจีดยึงดังมือเคยเมียนกระไดซ้ำแรงซีขบจีดมวยเตี๋ยเชื่อหรือมวยก็มันเชื่อคลายชมเตี๋ยยึงโยบายมวยเตี๋ยตุ๊ดีปีพุ่งแล้วเมจิวีกีเต็กลูกบอลปังฮาวพายถ้าก็ได้นั่งเมียนปีก็ได้นั่งเมียนปีจังไงบาสันจีรู้ร้อนก็ได้กำสขาหายยืงนั่งเคยตลาคาเกินน้องบักสะวนาคามวยจีดหายจะเมื่อตาแดงสีเมาหรือเมาเฮ้ยลองก็ได้อาโซนดราก็ได้ไอ้ก็ได้มันเนี้ยสัตแต่รงจำมือถ้าตายืนเฮียนบักจะรออ้อยดังซีเมาได้หรือมวยก็มันเมายังตอนเปิดก็ได้ก็ได้ขบจีดแต่บ่ดังซีแวะคอยล้อมือล้อมือมันเต้นเฮงซอยจำเปิดเฮงซอยแรงซีนังอาตะกี้อันตองไอโจลมาโชนึมุกวงกระจกเซนึกกระดาษที่กำลังเป็นกระทาบานได้ตายจำกระตาแรงซีฉลาดอ่ะมวยนี่มันเมาเด้แรงซีมันเมาจะได้ขาดตัวจียืงดันนุยอันตองยังไม่กระเวียนเมาได้อันนี้บ้านน่ะมอดเด้ยังฉันนั่งบ้านกากัดกระไดกับบางมุกจำชื่ออ่ะกระไดกับบางมุกนั่งไปจีบแปดสับตะเก้าสับพี่รอยชื่อจังไงแรงซีมันโจ้ตีเวียบ้านต่อมอตีอะไรนั่งวิเศษจังเวียธาไอ้เมาไอ้เมาไอ้เมาบ่าวจะรอไอ้เวียเมาเมาโดยอ่ะลงไอ้เวียกับมันไงมนจังเวียธาบ่ก่อนบ่าวได้ตาสว่างไอ้เปรียบลูกคนใส่นู่นไอ้หาวซ้อมยังซีโจลมาหาวก็วิ่งเบาได้อะไรงงวิ่งเบาหัวงอปได้อะไรยังซีนั่งวิ่งได้เจียนโชคกุ๊กไว้วิ่งมันเฮียนเท่บ้านยำใช้เมลตามเตลิกรามมันเต็มกระไรโลมีนมีนเรื่องไอ้ไพล์ดูจิตคอมเมนต์เอาไว้พลายเทนะบางคนจนรวมจิตในเป็นนี่เรียนนี่ขยมบ้านสมยาเมื่อกระทาตามกับปัดขยมกูแต่ชายเปลนะบ่าเวียอัดเมาเตะบอลโปรจุนรูปจิตก็มันมกจิตไหลขาดยี่ไอ้ใครคือก็มันมกจิตไหลขาดเ